Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video chế tạo đồ chơi cho cái con chuột bia lâm xù của mình nha các bạn. Đây, mình nó đang ngủ các bạn, mình đem ở đây quay video cho các bạn thì nó thức rồi nè các bạn. Đây là con bia lâm xù của mình nha. Thì cái lồng này thì hiện tại mình chỉ để một cái nhà nhỏ phía trong nè các bạn. Đây, cái nhà này thì mình để được mấy tầng rồi. Thì nói chung là cái nhà này nó khá nhỏ các bạn, cho nên là nó cắn cái cửa nè các bạn thấy không? Ở cái nhà này thì nó bằng gỗ cho nên là nó cắn khá là dễ luôn các bạn. Nó cắn cho cái cửa lớn lên và nó chui vô đây nó ngủ nè. Đó. Thì mấy cái nhà nhỏ nhỏ thì mình thấy con bia nó cũng khoái chui vô các bạn, với lại một chiếc queo. Chiếc queo thì tất nhiên là phải queo lớn nha. Queo loại lớn như thế này thì con bia mình nó chạy mới là thoải mái nha các bạn. Đó. Rồi, thì hôm nay thì mình quyết định là làm một cái video để mà làm cho nó một cái nhà với lại cầu tuột với lại một số món đồ chơi. Đấy, để mà để vào cái chuồng này để cho nó chơi nha các bạn. Đó. Thì nói chung nhà thì ở shop mình vẫn có bán, nhưng mà mình muốn tự tay mình làm một cái món đồ chơi đó để mà tặng cho con chuột của mình nha. Thì nếu như mà các bạn nào mà có chi phí thấp á, thì các bạn có thể làm nhà hoặc là đồ chơi bằng que đè lưỡi cho mấy con chuột này cũng được nha. Đấy, thì các bạn nếu như nuôi bia thì các bạn chịu khó làm cái nhà bự bự một tí cho nó chui vào nha. Còn nuôi dòng hamster nhỏ thì các bạn có thể làm nhỏ hơn thì nó đỡ cực hơn nha. Còn làm đẹp hay không á là do cái hoa tai của các bạn, do cái khéo léo của bạn nữa nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha các bạn, làm một căn nhà đi với lại hai món đồ chơi cho con bia này nha. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. To
Rồi và cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong một chiếc nhà với lại hai món đồ chơi cho mấy con chuột mình các bạn. Thì hiện tại ngoài trời đang mưa các bạn, không biết là trong máy quay nó có ồn không, có gì các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi và ở đây thì có một cái cầu tuột nè, đây con chuột nè, và một cái nhà siêu to khổng lồ. Ở trên này thì mình làm một cái gọi là cái đồ chơi để cho nó leo lên đây nó chơi nha. Ở những cái miếng ván như thế này. Bên này thì có chiếc ăn nè, mày răng nè, thì nói chung cũng khá là đầy đủ. Đây là một chiếc nhà hamster bia khá là to luôn. Đó, mình thấy nó khá là thích luôn nha các bạn. Đây, mình mới tháo chiếc lò này ra để mà quay cho các bạn xem cho nó dễ á. Bây giờ mình sẽ đậy lên nha. Đấy, nuôi hamster bia thì các bạn lưu ý là các bạn phải đậy chuồng lại đồ gì các thứ các kiểu phải kỹ càng nha. Thì thôi là mấy con bia này nó đào tẩu rất là nhanh luôn đó các bạn. Đó, đậy kính lại. Rồi mình để này đỡ đi một tí mình đậy lại nha. Rồi, thì nói chung á là mình để ba món này vô thì mình thấy cũng khá là ok, không đến nỗi là chật lắm nha các bạn. Đây, con bia nó chui vô nhà nó chơi nè các bạn. Đó. Thì nói chung là những món đồ chơi này thì cũng khá là dễ làm mà đúng không? Còn đẹp hay không là phụ thuộc vào sự khéo léo của bạn nữa nha. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video là về làm đồ chơi cũng như là chia sẻ về hamster cho các bạn xem nữa nha. Rồi các bạn nào cần mua hàng gì đó thì có thể inbox vào fanpage hoặc là mua hàng qua web hoặc là Shopee luôn nha. Mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.